sắp hết đó, sắp hạ là sắp hết đó. Có mưa, có bão lụt, có giông tố, có mà chiến tranh vậy để thức tỉnh người tu đó. Chứ không có chiến tranh, không có mưa bão, không có sụp đất động đất, người ta đâu có tu. Bên Trung Quốc đó giờ nó động đất sập đất lục nhà cửa trâu chân đó. Rồi mà không kể trời Phật, tiêu mẹ hết cho tiêu diệt luôn. Mình ráng tu đi tới bên này, không còn gì ráng gì tu chút xíu nữa gì. Ăn năn đã muộn á, chừng nói chừng trách nó ăn năn đã muộn rồi. Tới bên hỏi như bài giờ không có trơn thấy cái gì tu, chừng nói thầy kêu không có phước, không có công, không có đức gì tu gì. Rồi bảy núi nổ ra, 18 nước nó vô nó đánh, nó giành thay sắp Thái Bình Dương, biển lớn máu trâu đầy khắp nước cùng nơi. Thái Bình Dương mà thay trâu đầy Thái Bình Dương, biển lớn máu của khắp nước cùng nơi. Rồi tới là nó tràn vô lộ dân giáo đi, thầy nói máu đi ngập qua lộ dân giáo, máu tràn thành sông luôn. Nó đánh nó giành cái đền vua tại lộ dân giáo đó. Bảy núi đầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ dân ơi. Chừng đó người già thầy Phật linh đơn mọi gối ma chiều quá thành tiên hết, trẻ lại hết. Thay hồng cõi xác nhờ ơn của trùng bảy đêm bật lối trời trăng. Yêu tinh trần đến bắt ăn kẻ. Tức là trong bảy ngày đêm nó không có mặt trời mà không có mặt trăng, nằm đê mê bất tỉnh. Rồi qua bảy ngày đêm nó Phật lựa ai sống lại thì người đó lập đời thượng hơn. Còn mấy người ác không giữ là xóa sổ sạch dách luôn, lập đời mới luôn. Rồi cái linh đơn Phật núi ma chiều quá tiên quá để cầu thầy này là bằng vàng luôn, đền đại cung điện bằng bảy báo luôn. Con người sống muôn tuổi lạc nhàn, cao ba thước đẹp như tiên luôn. Thay hình đổi xác nhờ ơn, còn mấy người ăn mặn sao bị Ngọc Hoàng đốt cháy chết trơn thành tro bụi hết. Tới đời nó vậy, nó khổ dữ lắm. Phong tay nước dưng tới mỏng két, rồi thủy gió thổi nhà cửa sập hết trơn như ông chốt, gió cuốn ở bên Trung Quốc đó. Lầu 10 tầng, 20 tầng thì nó cũng thập bay đi hết, trâu đi hết. Rồi tới thỉa tay nó dưng lên, nó rửa qua địa cầu. Rồi tới quả tay là động đất, núi lửa phun cháy qua địa cầu luôn. Thiêu rồi thành rủi hết trơn, không gì còn hết. Rồi sao mới lập đời lại người hiền công đức bằng vàng, trở lại là đời thượng ơn, lời thánh đức. Dạ, không sao rồi, vậy là như là cái trận mà Tam Đại Thế Chiến nó xảy ra là nó đánh giữa Biển Đông hay là đâu chứ? Thì đánh mà Thái Bình Dương nó giành cái biển Thái Bình Dương mình. Thằng Trung Quốc nó tạo nó giành hết cái biển của nó. Mà các nước cho quốc tế nó đâu có cho. Thì Mỹ, Anh, Nhật, Tàu, Ấn Độ đội xúm lại Việt Nam làm thịt nó chứ đâu có để mày nhìn một mình lấy hết cái biển được đâu. Cái biển này biển chung của toàn cầu, không có riêng một nước nào hết, chứ một châu, một giới nào hết. Mà khi mà đất biển các nước nó sụp rồi, cái biển này nó cạn đất mình lòi ra. Một giờ đảo nhóc mà bày ngoái gì lên ngoái á, giờ nó muốn giành trước phải không? Mà đâu có được, nó đem mình nó giành mấy đảo mới lú lên giành trước. Sau của Việt Nam không có nước nào mà giành được. Việt Nam đại quốc, Nam làm chúa có 18 nước luôn. Sau các nước chết trần là Việt Nam còn số cũng có triệu mấy hai triệu, không có đông đâu. Bây giờ 90 triệu người ở sau còn có 1-2 triệu người. Rất dữ lắm, 10 người hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình chứ đâu phải dễ. Sau này tiêu diệt gì lắm. Tầng ban hậu hận tiêu vô họng động, tức là cái hận nó là đất này của nó, mình lấy nó đổ thừa vậy, nó bị Trung Quốc suối. Mà đất này là mình đánh giặc xia tiếp nó, đánh Sim La rồi nó cho, rồi mình khai mở. Hồi đó biển không à, mình khai mở U Minh, mình khai biển mở lấn ra mình lấy, mình lập nghiệp. Bây giờ nó bị Trung Quốc nó suối, nó là đất của thằng Campuchia, rồi nó hận nó đòi lấy lợi. Mà hôm nay nó đánh rồi, nó đánh mà Phú Quốc nó giành đảo, giành biển rồi chết dữ lắm ngoái rồi. Hôm nay có khởi rồi. Nghe lời nó đánh lay ra rồi. Cái màn chót là nó phải đánh mình đó. Mà nó đánh mình là nó chết chân à. Sao nó ngồi không đầy gốc lâm vồ nó. Rồi Nam Giang gạch nhà dâu tới việc đời kiếm cái trại lá ngồi con rồng mình ở trên Hà Tiên nó thổi lửa qua Nam Giang. Không còn cái nhà lá nữa, cái nhà nữa. Cháy chân không còn gì. Đồng lửa. Khi tới đời nó thổi qua chết cháy chân. Mình tầng tầng là miên đó không chứ? Thổ mới là miên, tầng là cái là tàu. Trung Quốc á, miên tầng. Tức là giữa miên là thổ, tầng là tàu, hai cái nó phối hợp. Miên tầng hai nước mua đồ, nó miên tầng hai nước mua đồ. Tóm thâu Nam Việt,
bị hồ này nó khóa tiêu, không có làm gì được. Hai nước phối hợp đánh mình, không có gì còn. Mình nói tiêu chứ. Bây giờ nói năm nay là cuối năm dần này, nó kéo dài tới qua năm mẹo, tháng mẹo chưa buồn tháng hội đi tuôn dầm về vậy mà chưa mấy ấu ê trung ương qua năm rằm á luôn. Ê hại thấy phới, chẳng trình tiền thấm mấy lời như thế thì gắn trí. Chừng đó là rèo mèo kia rít xấu quay tới gà về ổ vậy thì mình ăn. Người giống kìa. Người giống kìa. Tới chừng gà về ổ gà gáy đó, đời thông ơi mới xong. Chừng nó mới xong, Thánh Đức mới dần dần thất thập. Thầy nói con giáp này nè, là ngũ niên là cơ hàng thử, non lịch trời mây dạng tu mi là bảy niên tới, từ năm thìn tới năm hợi là bảy niên nó có chúa rồi, là bảy niên hòa địa nhân hiền thủ là có chúa thánh ra đời, thì đất nước thái bình không còn chiến tranh, từ đó mới sao yên được. Từ đấy tới năm thìn còn năm nữa, tới năm thìn mình khổ chiến tranh gì lắm, vật vã tơi bời khối lửa nó dành lắm. Ngọ mùi thảm họa sầu không tả, thì nó dành đền vua mình tới rồi tới thân dậu niên lai mới kiến thái bình mới được. Thì nói cái đền vàng mình nó lộ ra, nó dành 18 nước nó dành, chứ không phải một nước nó dành đâu, dành dữ lắm luôn, cái đền vua mà 18 nước dành, dành sẽ 18 nước dành với nhau, đủ rắn đỏ vàng xanh đủ tam thiên lục bá, nhiều nước dành lắm, thành ghê gớm lắm sau này. Mà Việt Nam cõi trung ương sao có Phật, là Đức Thầy ra đời đó, tiên, các tiên nó xuống đó, có thánh đồ xuống, có chư tiên đồ xuống đó, Phật tiên tại thế. Việt Nam mình là thánh chúa, nơi đất Phật, sao nó quý dữ lắm, có Phật tiên tại thế, mình có đất Phật mà. Mình là đất Việt Nam, là quý người Việt Nam, đất Việt Nam, mình ông thầy, mình là Phật, là người Việt Nam. Mình là con Việt Nam, mình sao là đệ tử thứ nhất con Phật Di Lặc luôn á. Việt Nam là đệ tử thứ nhất á, làm anh thế giới luôn á, đàn anh của thế giới sau này luôn. Mình là người Việt Nam, là đàn anh thế giới sau này. Nãy giờ tôi năm chủ nó che nặng. Chủ kệ không à. Ông không có biết tu. Ông biết tu hành vậy. Không có nói về tôn giáo thì được. Không tính, không có tính gì đó. Ông có tính ở trong lòng tôn giáo mà không có biết gì đó. Không biết cái một cái chữ lạ mà người ta còn tìm tới. Ừ. Thế giới người ta còn tìm qua ta tu. Còn ở đây mà không biết cái gì đó. Tệ gì đâu mà tệ. Uổng. Mình ở đất Việt Nam mà không biết tu nó uổng gì đâu. Tại cái số quá mê con người, quá mê trần, mê trần đến nhà cháy. Mà ông nói không có gì ông tin đó nha, không một cái chữ tin gì, cái đạo cái gì không một cái gì. 7 ngày đêm mặt đó trời trăng là sao đó, 7 ngày đêm bật lối trời trăng là nói là 7 là mặt trời mặt trăng cũng vắng luôn, thất nhật dạ đê mê bất tỉnh là tiếng Hán thầy nói phải không. Rồi cái đó ông thanh sĩ ông dịch ra 7 ngày đêm bật lối trời trăng yêu tinh trần hiển ấn đến bắt ăn cái ác là lập đời luôn đó, trong 7 ngày đó là xóa cỏ hung quân qua thượng cổ luôn đó. Lập đời mới luôn, gà vàng cũng vắng thỏ nọ bật tanh già là mặt trời thỏ ban đêm mặt trăng cũng vắng luôn, không có gì chứ tiêu luôn, không có mất biến mất hết trơn, sao lập đời thân cổ. Rồi chừng đó mới bằng ngày ông mọc đêm trăng sáng hoài, bằng ngày mặt nhật mặt đêm mặt trăng sáng hoài, không có tối tăm trời đất nữa. Con người sống muôn tuổi lận nhàn, chừng nó sống thiên thu không có chết, sống muôn tuổi nữa. Thay đổi lại cuộc đời này, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu con người cũng như 20 tuổi là không có già không có bệnh không có chết. Còn ăn cơm thì ra lỗ chân lông, nó xì ra như mình bơm xe nó xẹp rồi nó đói, mà nó ăn cơm vô rồi mình hít vô nó no, thấy mình muốn gì nó hiện ra. Mình ướt gì nó hiện ra món ăn, rồi mình ăn rồi mình hít vô nó no, rồi chừng đói nó xì ra nó xẹp, hồi muốn nó đến giờ ăn nó hiện ra khỏi nấu luôn. Có Phật nó vậy đó, muốn gì được nấy là vậy. Không nấu nướng không gì hết đó. Cõi Phật thì phải lập thân cõi trần đó, mình phải lập thân cõi này là hiếu trung sớm liệu cho xong, tới chừng gặp chúa mới mong trở về. Rồi muốn về cõi Phật là phải niệm Phật,
phải là hành thiện trừ thập ác, đó, phải niệm Phật rồi hành thập thiện trừ ác, tức là thân không sát, sanh không đạo tặc, không tà dâm, miệng không dũng ngữ, ác khẩu dũng ngữ, tâm không tham sân si, đó, trừ thập ác hành không thập thiện. Mình phải làm nó lọc hết trơn cái nhơ bẩn mới được, còn nhơ bẩn khó mong gì có Phật. Bây giờ thời kỳ này mình chỉ còn chữ tu thôi, không còn cái gì nữa. Con người tiền bạc không cứu được mình đâu. Giờ ông bác sĩ kỹ sư cũng chết. Chỉ có cái đức thôi, là mình có tu niệm Phật A Di Đà thì là người mà vô căn Phật trời sau này chết chân. Vô căn là không có tin tưởng Phật trời, sau này tiêu diệt. Không có tôn giáo là sau này bị tiêu diệt. Xóa kêu là cái đảng vô căn. Nó không có trời Phật là không có thế nào mà sống sót cái đời. Cái đám vô căn Phật trời gì này tiêu diệt. Không tin tưởng trời Phật là phải xóa sổ vô Trung Quốc á. Bây giờ mình thấy Trung Quốc chưa? Ừ, cỡ này nó lên, nó quay quay bệnh rồi đó. Con nghe nói giờ là 6 tỉnh của nó giờ bị hạn hán đó không? Chứ không phải không chứ? Trời Phật, chỗ thì hạn hán, cái sông gì đó khô đáy luôn. Cái sông Dương Tử mà nó khô đáy, nó lòi về đáy sông lên luôn. Cạn đồng khô đáy luôn, cái là mấy cái tỉnh đó phải không? Còn cái tỉnh này ở chỗ thì mấy tỉnh mưa lụt hoài, nhà cửa lụt hoài, cả 2 tháng trời mưa hoài không thấy mặt trời luôn. Vì cái động đất, rồi động đất rồi lâu đài nó lật, nhà cửa nó lật, nghiêng lật ngửa rồi. Chỗ thì chết cái vậy, chết cái khác. Rồi biên giới thì chiến tranh. Ôi, chỗ thì sống thần, gần biển thì sống thần, nổi dậy nó đập vô bánh trành nó Trung Quốc. Vô căn Phật trời mà, cho kỳ này cho mà chống trời đi. Chống nổi không? Chống biển không được mà chết luôn hả? Vô căn Phật trời là chống trời đó, mà chết luôn. Mình cứ việc niệm Phật đi, thì Phật niệm mang Phật thì Phật lo cho mình, là đừng có sợ nha. Mình bền lòng niệm Phật, Phật lo cho mình, không có chống ai nha. Phật là Phật lo cho mình. Còn mấy thằng chống cho mình tiêu mạng hết, cho mình chống. Chống cái gì? Mình con trời mà chống trời. Chống, chống mà chết, nói sao chết. Mình con Phật, cống Phật. Ai ai cũng sống đời, chỗ nào không đợi là đời vô liêm. Không có gì liêm sĩ, người đó không có liêm sĩ. Con người có đạo đức là mình không có tham nè, kính trên nè, nhường dưới nè, thương yêu lẫn nhau, đó là người có đạo đức. Còn người không có đạo đức nó chỉ biết hơn thua hả, mạnh được yếu thua, cướp giật lấy của người ta về nhiều thôi, chứ nó không có biết đạo đức gì, nó lấy người ta được nhiều thôi. Con người vô đạo đức là vậy, nó lòng tham. Như Nga đó, hỏi nước Nga là bành chi thôi đi đánh Kuna chứ vậy. Kuna nước ta có chút, hôm nay đánh nó chết mấy chục ngàn binh rồi, nó chết xe tăng máy bay cháy hết thân, nó thắng không? Thắng được không? Bây giờ Mỹ nó viện trợ, bốn cung nước viện trợ cho mình, chờ bắn cho mình tiêu luôn, nó đừng nó thắng. Nó quyết có đánh là bắn mà tiêu luôn, nó đừng nó thắng, không có gì thắng được. Tham nghĩa thâm á, đánh giết banh trành hết trơn á. Xe không biết ông, cái nó pháo qua những cái phi trường, gì chỗ kho đạn, chỗ gì chết, banh trành hết, máy bay cháy lan hết. Cầu nó bắn sập hết, cho mình biết thâm, tham thì thâm. Rồi thế này tới châu Âu rồi cả thế giới này đây nè, bốn bề sống dậy rồi cái hai khối thì nó đánh hoài, đánh chừng nào còn một chủ nghĩa từ bi thôi cho đời rồi mới sau này còn một thế giới, còn một cái đạo một hả, còn cộng sản, còn là tự do đánh hoài, đánh không bao giờ qua bên được. Sao vô căn Phật trời tiêu hết, còn có một gì của nghĩa từ bi mới còn, ai theo Phật thì còn không ai tiêu hết, nó đánh hoài sao hiến được, không theo trời Phật sao xử tiêu luôn, tiêu diệt luôn. Nó mới yên được. Không ấy thì nó tiêu diệt luôn quả đất này. Hôm nay mà lo có qua không? Không. Mình ráng tu đi, cái thời này là cái mằng chót rồi. Mình không tu là không phao và sống cái thời kỳ này đâu. Lớp bệnh đau nè, đủ thứ bệnh hết trơn á. Rồi qua cái mằng bệnh rồi lớp chiến tranh nè, lớp đau chết, rồi lớp đau chết nè, đủ thứ chuyện hết trơn. Trời lọc mà, cho thả bệnh xuống để lọc người hiền đó, người nào không tu chết chân. Cái này bệnh lại nữa lắm sao? Ừ, nó nhiều thứ bệnh, đau vậy kỳ, không thuốc y nào trị, không có lương y nào được. Bệnh nó dữ hơn bệnh một lần nữa. Bác sĩ bó tay chân, không có trị thuốc trị luôn. Tới màng, tới năm thìn á, thầy về bệnh dữ lắm, cuối năm mẹo thìn đây bệnh dữ lắm thầy về. Thầy cứu. Cứu tín đồ á. Thầy nói cuối năm thìn sẽ lo dựng chuyện. Ừ, thầy cuối năm thìn về cứu tín đồ. Bệnh dữ lắm luôn. Nên hiển cơ quan nhân sanh sẽ hẹp một đàn, hết thành này lập nhân hoàng hội đá. Từng đó thầy về cứu tín đồ, chứ không ai cứu được. Thầy về thầy cứu tín đồ.
xứ Hà Tiên vinh hiển cơ quan, nhân sanh sẽ hợp mà đàn hết tình lập nhân hoàng hội ra. Hà là cái sông Tiên, là sông trước của tổ đình đó, sông Tiền á là sông trước, không phải là địa danh Hà Tiên. Hà Tiên là cái xứ, cái này cái sông trước, Hà là sông Tiên là trước. Thầy nói đâu ra đó. Chứ ông sư chỉ bây giờ cái ông Phật cơ bằng đá đền đài cất cái là cái lập đời rồi, mấy ông sư quốc danh nó còn bậy đó. Sao rầu đài ở bằng lưu ly bằng ngọc ở trong cái ruột năm non khi nổ ra nó ở trong cái lòng núi á, đền vua trong á, mà cái đền bằng vàng có cái núi bạc núi vàng ở trong đó đó nữa, ban khắp thế giới xài luôn. Chứ cái chùa bằng xi măng nó sao bằng Phật Di Lặc mình làm đó sao, làm tàu lao nó gì cũng đứng lên nói dùng ngu mà nó bậy nữa. Dùng ngu mà nó bậy, nó người ta mấy ông hòa hảo nó bậy, chính ông ngu nó bậy, nó không hiểu gì. Tính lập rồi. Ừ, không ra lập đời rồi. Nói vậy sắm nổ rồi, sắm nổ đâu. Đâu khơi. Không biết gì thì câm miệng, dùng ngu mà nói. Mà nói mấy quả nó quậy lên mạng nói vậy, ông sư đàng hoàng. Có ông sư đàng hoàng à nghe. Không biết sao nó quậy mà nói tao nó quậy. Không biết trở lại người ta nó quậy nữa. Mình dám tu tin tưởng lời Đức Thầy, Thầy nói cái gì có. Mắt nhìn ngoại quốc bây giờ thấy không? Ờ chút hả? Chút hả? Mắt nhìn ngoại quốc thảnh thê đó, bây giờ mình ngồi mình gọi thấy ngoại quốc đánh không? Máy bay tàu chiến nó bắn cháy mình ngộn chỗ thấy không? Thầy nói là 100 năm này trước rồi, bây giờ có không? Cái Thầy nói những cái có và cái chưa có thì đền này cũng điện sách nào lộ nay mai nè. Thầy nói là sông Tiền Mỹ Thịnh bắt cấm, bắt cầu thì núi cấm quá lâu nay mai. Nó tới bên núi sông Tiền có cầu rồi, sông Tiền á. Thì núi cấm nó có lâu nay mai, không có bao lâu, vài năm nay nữa tới. Không còn lâu nữa. Tới đây tới Thịnh à. Đầu năm Tỵ có Minh Hoàng hậu ra rồi. Cuối năm Thịnh có Minh Hoàng hậu ra rồi. Bắc Nam trời lệnh, cuối Thịnh ra lo dựng chuyện thân hình cho ta. Thì nói gì lập nhân hoàng cho rạng, ở đông có vua có chúa rồi. Việt Nam mình đó là sung sướng rồi đó, chừng đó có vua rồi đó. Không còn chiến tranh gì nữa, vài năm nữa đi, gán vào cực vài năm nữa đi. Chứ ông Tàu không làm gì mình được đâu chứ, ông Tàu không có làm gì mình được. Ba tiếng sấm nổ rồi đền vàng. Vàng lộ vẻ, thập bát quốc chưa hồi nó vô. 18 nước vô dành chừng đó thầy về. Thầy trị mấy đó, không ai trị được nó chứ. Thầy thâu ngũ hành rồi, nó bó tay xuống bắn không được, Tàu mà chạy không được rồi, chứ làm gì. Xuống bắn, Tàu chạy được rồi, ở chỗ ở biển á. Nó làm gì? Vậy là có phải là trời ơi biến bay không? Ừ, cái kia biến lội tại ai xe ngừng xuống sao biến nổ không chừng sư quan bác ngập ngừng ngẩn ngơ dừng nó thua luôn không có nói. Thầy là một tay tá quốc an bang nước đà là nước nhà vững đạt nam đàn hiển vinh, một tay thầy thôi, một tay thầy hả? Tá quốc an bang nước nhà vững đạt nam đàn hiển vinh, một tay của thầy được đứng ra lập quốc. Nhìn nó không ai biết thì không biết chứ thầy mình đứng sai rồi là quốc. Vậy Đức Thầy mình tiên tri những gì là có chứ? Có trần mà cái trước cái sau, những cái như thầy nó mắt nhìn ngoại quốc thảnh thê hồi nói 1139 có vô tiếng có truyền hình đâu. Không có cái là vô hát nữa, có cái hát máy quay quay à. Mà bây giờ có truyền hình điện thoại mình giờ ngoài thấy tới nước ngoài Anh Mỹ Nga Tàu đánh mình thấy trơn, còn cái nữa. Còn cái mà thầy nói là lầu đài núi sao nó nổ banh ra chứ không phải là ruột năm non, đâu phải là cất cái chùa bằng gạch bằng xi măng nó đâu. Nó banh cái núi ra. Vừa trong ruột năm non á, đền này cũng điện bằng lưu ly ở trong á, đền vua trong á. Của con Phật Di Lặc thiết pháp đàng hoàng, lớn lên con của quốc sư và tu hành một đêm chứng quả thành Phật là thiết pháp ba tràng thiết pháp. Một tràng là 9 ức linh căn rồi chứng quả, ba tràng thiết pháp 29 ức rồi chứng quả, vô số tính đến. Ông có thấy rồi. Cái lòng bàn chừng nào đó dở ra mà cơm có sẵn mấy ông cứ ăn đi khỏi lo. Như cái lòng bàn đại sẵn đồ ăn có sẵn. Là đền đơn đèn gì có sẵn hết chừng đó mới ăn khỏi lo. Ông là cái nút cấm cái lòng bàn. Bác thấy rõ ràng. Ông thấy rõ ràng. Bích ngọc ở bên trong. Ông nói bích ngọc là báo quý ở trong bưng ẩn bên trong núi á.
Lan này thấy tận tường chớ chẳng không, Bích Ngọc ở bên trong, không nói rõ ràng mà không có vô được. Bích Ngọc ở bên trong có đình đài cung điện đồ đàng hoàng, rồi ông đi xuống núi tụ tới giờ ông ở dưới mất tiêu luôn, không có gì nữa. Ông để tám cuộc thi đó, mình tin tưởng mấy vị đó, người ta không có nói chơi. Bậc Thánh Nhân là nói đâu là nói, không có nói chơi với mình đâu, nói là phải có, không có nói chơi. Vậy là cậu hai sau này về với ai em đó? Cậu hai với ông Thanh Thủy với Đức Thầy về chung, là chừng nào Phụng Hoàng là chiếc hạm đội đó của Nhật đóng mà nó tên là Phụng Hoàng xuống biển thì binh đậu nó qua đại dương này tiếp Việt Nam, thì thầy về nước và cậu hai về nước về chung luôn. Thì Việt Nam nó phục hưng luôn, đạo hòa hảo phục hưng luôn, thầy về không tới năm thành là gãy phục hưng này. Mình ráng đợi đi chừng đó phục hưng này. Kế bên đội còn gì nữa đâu, hai năm nữa cuối năm thành sẽ lo vận chuyển. Ừ, hai năm nữa thầy về, ráng hai năm nữa đi. Năm nay thì nó lú lú rồi, từ từ nó lú ra tới giờ hai năm nữa mới được, mình xong. Bây giờ nó về nhóc ở ngoài đảo á, bây giờ nó lấy hết bảy đảo rồi đó, bây giờ đánh lấy bảy đảo của Trung Quốc gần rồi đó. Nó ở ngoài đảo nhóc rồi đó. Lấy bảy đảo luôn, lấy bảy đảo luôn, tới đây thì nó đòi đất lại nữa nè, đừng có nói vậy đâu, tùm lum hết trơn, lao sao giặt vậy, bá bèo người thác đâu đâu tan nát, chừng nó giặt giả tới cái tung hết trơn. Thầy nói, lao sao bể bắt non bằng. Ừ, Nam kinh lao sao bể bắt non bằng, cũng khuyên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành việc mới là thay phơi, chừng đó mới trời ơi đất hỡi, mang khổ hành gì bởi chẳng tu, tham vui quyền quý dạy ngu, cả ham danh vọng như mù đi đêm, chừng đó là những kẻ chết chân, như mù đi đêm mình chết chân, lọt sông chết chân, không tu chừng đó chết chân rồi, cái hung chừng đó làm mồi cho bài á thú đền bầu tội xưa, không tu nhau không được. Ai tu mới hưởng, dành nó cho người hiền đức, thầy là trần những gì dành cho kẻ lòng chung chính trực, quân cùng thần náo nước chưa tươi, liên qua đưa nữa nụ cười rước tâu lương đống, chào người chân tu, có người nào tâu hiền lương đống mình người chân tu được hưởng đền đài cung điện của vua ban, chọn người hiền đức, chừng đó người nào có tu mới được, mới vô được gần bệ ngọc các lăng, coi chư quốc tranh giành, chừng nó 18 nước nó vô đánh mình ở trong rồi, mình vô gặp mặt vua rồi coi 18 nước đánh, coi chư quốc chư hầu giành xé. Mình vô đành vua rồi, thấy đánh ngoài nó giành nó chết lặng đã. Thập bát quốc chư hầu giành xé, quỳ rồi bằng môn tả đạo, tranh giành đủ nước cờ trắng đỏ vàng xanh, đủ mối đạo tam thiên lục bá, là 3600 mối đạo ra đời nó giành đó. Chúng mà tam thiên lục bá giáng lâm tầng, khóc tử lan tâm biến họa dân, chừng nó ra phép tắc yêu tinh ma quái gì đầy đường rồi đó. Biến họa dân đủ mà nó làm không có được, Phật sâu hết trơn hả, không có làm gì được, có thầy mình về Phật sâu chứ không làm được. Ất niên bình thự kiến quân tần, với rừng Ất niên bình thự mình ráng tu đi, thời gian ngắn 2 năm nữa khỏe. Thức tỉnh tần gần thiên định tuần đời sắp hết đó, sắp hạ là sắp hết đó, có mưa, có bão lụt, có giông tố, có mà chiến tranh vậy để thức tỉnh người tu đó, chứ không có chiến tranh, không có mưa bão, không có sụp đất động đất, người ta đâu có tu. Bên Trung Quốc là giờ nó động đất sập đất lụt nhà cửa trâu chân đó, rồi mà không kể trời Phật tiêu mẹ hết rồi, tiêu diệt luôn. Mình ráng tu đi, tới bên này không còn gì, ráng gì tu chút xíu nữa gì. Cũng hay phiên người đời tu niệm, tu để kịp không sao? Ừ, mà để sao ăn năn đã muộn à? Chừng đó ăn năn đã muộn á, chừng đó chừng trách nó ăn năn đã muộn, tới bên hỏi như bà giờ không có cho thấy cái gì? Tu chừng đó thầy kêu không có phước, không có công, không có đức gì tu gì? Mình phải có công niệm Phật, có phước đức được, có lập đời, có công quả được, có công có quả đâu mới hưởng được, công chân không làm được cái gì chứ? Tu một ngày hưởng trăm năm đó, thời này tu một ngày hưởng trăm năm á, hưởng Tây Phương mà mình tu được ngày cũng được dự hậu nữa, còn không tu được ngày nào chứ không có gì hưởng. Không có bao năm nữa mà mình tu nó vậy, ở lây ra từ đây tới năm thìn có thầy, rồi tới năm thân dậu rồi có Phật, rồi tức hội vị nhiên gia tiền lệnh quần lai thượng trở lại thượng cổ, rồi xong luôn.
nó chết ở à, còn có 7 năm nữa tu lại ra chết. Thì cứ việc làm tu niệm Phật làm lành với lay ra 7 năm nữa rồi sao quay cái đó rồi. Tu hồi đó giờ mấy chục năm muốn chết trời, ông nào nấy năm sáu chục năm muốn chết trời rồi. Mà mình tu qua những cái những đủ chuyện hồi đó trốn quân dịch nghĩa vụ vô đủ thứ chuyện. Còn mấy chục năm sơn trường đi vô trường bị bắt lính vào quân trường đi học rồi trốn quân trường đào ngũ trung giờ quân trường chạy về nhà đủ chuyện rồi. Tôi nói dạch quân trường chung ra gạo năm lớp thì ra gì đó cho bổ ích hả, qua sanh sanh tử luôn. Nó tu theo mà hầu về nó tu theo Hồi giáo ăn mặn ăn xương ăn mặn không à, nó thiếu phước sau này nước miên chết rồi. Tu ghi xương ăn mặn đó nên là người tu phải giữ từ bi bác ái, ăn mặn còn sát sanh cũng còn tội nữa, làm sao giải thoát được. Tu giải thoát là từ bi mới được, đạo nào từ bi đạo mới chân chánh, còn mà ăn mặn sát sanh đạo nào cũng đó đòi tà, không phải là chân chánh được. Dạ, vậy là nhà sư bên Campuchia là ăn mặn sao không đó? Ăn mặn ăn tam tịnh nhục buổi đầu của Phật giáo, buổi sơ khai Phật giáo Thích Ca Mâu Ni mới truyền đạo ăn tam tịnh nhục á. Dạ. Không thấy giết, không kêu la thì được quyền ăn, nhưng đến hàng tới đại thừa là Phật thuyết kinh cao rồi thì Phật cấm không cho ăn con gì nữa, không ăn thịt vật nữa. Tu vậy mới là chân chánh, lên bát chánh đạo là tuyệt đối không còn ăn con gì nữa. Từ bi đầy lòng của từ bi, tâm từ bi luôn. Mình còn sát sanh ăn mặn là người ta còn sát giết nuôi mình, là mình còn dính cái dây chuyện nhân quả, không bao giờ được giải thoát rồi. Yeah. Cái đạo nào mà không còn sát giết á, đạo mới cao, bất luận trên thế giới này. Cái đạo nào mà có từ bi là mới cao. Còn cái đạo nào mà còn sanh sát giết, không bao giờ cái đạo đó cao được. Cái đạo nào từ bi mới được. Đền vàng địa ngọc ra là ai, là thầy mình có, lúc đó có đó không chắc? Thì có thầy về rồi, có rồi. Sấm nổ là có thầy về rồi. Thầy về thâu các nước, nó đánh dữ lắm mà thầy thâu ngũ hành cho à. Máy bay thì bay không được, tàu thì được, súng bắn nổ rồi nó đầu hàng luôn, khỏi đánh gì. Sau chiến tranh giật giật sớm lên làng gớm ghê là nó đánh nó chết nhau dữ lắm luôn. Sao nó đánh nhau nó chết dữ lắm không các nước à. Dạ. Qua lộ dân giáo máu tràn thành sông, nó đánh sao nó chết dữ lắm luôn, tại ngay cái đền vua mình đó. Qua cái quốc lộ dân giáo máu tràn thành sông. Ủa cái đó là ai với ai đánh nhau mà tràn dữ lắm? 18 nước, nó vô nó tranh giành cái đền vua, nó đánh nhau nước này đánh nước kia, kia đánh nhau chết. Khi thầy về thầy thâu hết 18 nước đó rồi mới em được. Còn Ngũ Long công chúa nó cặp đó nó hết đánh súng đạn nó đánh phép. Năm vị tiên á, năm nước. Mà chừng nó mà thầy thâu Phật xuống thâu năm vị tiên cô luôn. Thâu năm tiên cô đó luôn. Thâu hết năm tiên cô nó nói là mới được. Nó đánh phép không, không có đánh súng đạn mà đánh phép không. Là lúc đó thầy mình thâu là Phật xuống thâu. Phật tổ á xuống thâu, Phật Di Đà với Phật Thích Ca xuống thâu. Thâu hết mới nó mới được. Chừng nó mới thái bình. Chứ còn nó mấy tiên nó sao nó đấu phép lắm, nó tu lâu nó gì vậy đấu phép lắm. Rồi ông Năm Chèo nói vậy rồi cậu hai có nói là con chim sắt là con chim đá là dữ dằn lắm không sao? Thì ông ba cậu hai có nói trong cái bộ tác giả có rằm tháng 10 mẹ đây con, thì trên núi ấy, có chim đá nổi từ lâu. Khi chừng mà có chiến tranh, nó có máu thấm vào, nó dùng dậy lớn lao bay khắp. Mỗi lần nó gấp muôn triệu người vẫn được chứ thường. Mỗi lần cánh hoạt trương, phố phường sập lầu đài tan nát. Là nói ám chỉ con chim núi két mình sau này đó. Khi có chiến tranh giặc giả nổ lên máu đổ, nó mới quá, nó bay lên. Nó bay là nó dẹt thành cái đường lành cái sông tới Hà Tiên luôn. Sau quốc tế đi đường nó vô núi cấm là có cái sông luôn đó. Giữa đồng bỗng lại có sông, là cái sông không ai đào. Khi mà núi nó bay đi rồi nó dẹt đất lên thành cái sông quốc tế vô tới đền vua mình luôn. Dạ. Chỗ vô châu đốc luôn. Giữa đồng bỗng lại có sông đó. Đó là sông không ai đào gì hết. Tự nhiên có. Chứ không phải sân sáng múc mình đâu. Sông đó là tự con chim nó dẹt đi. Rồi lúc đó là nghe nói là núi Sam tiêu mất là sao không đó? Chứ núi Sam tiêu mất thiết sân mới điện đền. Dạ. Tức là núi Sam chừng sau nó cũng nổ mất hết. Tiêu hết. Nên chí mình ký cho bền sông ngang, sông dọc vô đền Bửu Sơn. Đây là của ông Ba Thới á. Núi Sam sao nó cũng nổ banh hết trơn. Bảy núi lình vàng sao dỡ núi ông Tô luôn.
Chừng dở núi Nông Tô là vù vãng nóc ngót xem mối mắt hương vô tận bay thơm nồng nặc khót thần tiên nển khắp gần xa. Đâu đâu cũng muôn hoa hằng hà Đức Phật ngay trên quả đất. Sao là các Phật cái thế giới nó vô mà chúc thánh chúa mình là Phật vô đây dữ lắm luôn. Hằng hà Đức Phật ngay trên quả đất. Dạ. Đâu xa sâu nhân vật chớ ngờ sao là nước Việt Nam mình các Phật vô nhiều lắm. Bà con ráng tu đi, thời này nó dễ tu dữ lắm. Sớm chiều cũng lại ăn tương niệm Phật, làm lành đánh dữ. Hiếu thảo cha mẹ mà tu vài năm nữa gặp thầy gặp tổ được sống đời muôn năm ăn nhà lạc rồi sống đời thánh đức. Mong bà con tĩnh tâm tu hành để gặp hội Long Hoa Nam Mô A Di Phật. Tôi nhắn gửi cả bà con ở khắp cả thế giới luôn.